nằm dưới nó giống một khu lầu này. Hình như á vậy. Không biết đường nữa. Em thấy bị khẩu trang chưa gỡ khẩu trang ra không biết đường. Thấy giống ghê á. Tới nhìn chị nè. Tới tới xem đi. Xem để biết như thế nào. Quá trời quá đất luôn. Em mình đi lần đầu rồi đó chị. Cũng hay là chưa viêm lắm. Cũng hay là chưa bị viêm nhiều lắm. Làm tóc bồ chỉ lên mình mấy cách rồi đó anh nghe mà mình không biết. Biết chị mua cái là đây viên của chị làm đó. Còn keo cúc bồ hồ đồ gì đó nữa. Chị chịu chết luôn. Chị có dùng iPhone không? Dạ có. Chị xin nữa em bắn cái clip kia qua chị. Vì cho Vũ coi để có động lực đi tiếp. Tại vì mặt này là phải tuần đi một lần ấy chị. Tuần đi lần. Dạ đúng rồi. Chứ như thuốc như đây là mình. Em đang dùng thuốc này đây. Cũng biết đường nữa cái thuốc nó. Nói chung là em cũng không có rành lắm nữa kìa. Nói chung được cái thì mình lấy thuốc ở chỗ em về dùng đi. Tạm ngưng cái bệnh thuốc nó lại. Tạm ngưng thôi chứ cũng phải nói là ngưng hẳn luôn, nhưng mà tạm ngưng để dùng cái thuốc ở bên em cái đã. Điều trị bên em dùng rồi để em đảm bảo hết luôn á kìa. Với lại có cái chi là em xử lý được, chứ còn về mà dùng cái đó em chẳng biết đường lần. Từng đi lần cỡ tầm tháng đi 4 lần gì đó lận đỡ hung rồi, cái là bắt đầu mình giãn ra đó. Giãn ra 10 ngày đi lần. Trực cứng dễ sợ. Cứng gần. Hồi nãy cầm máy chạy xe hàng với cái tay cái rung rung. Dạ dạ. Lên đã không? Mình ở gần đó không chị? Giận quá. Gần quá. Chợ mãi cho đi. Nếu Văn Linh có chợ hả? Dạ. Đó là quẹo qua bên ông Bích Kim rồi. Để lau là không viêm. Không viêm như vậy nè. Không viêm to hơn á. Rồi bắt đầu thành rỗ. Một khi đã rỗ rồi chịu luôn. Rỗ không chữa được. Còn một cách đợi nữa. Chuẩn bị tinh thần đứng hơi lâu đó nha. Chứ không phải hơn tiếng đó. Quá trời luôn. Chúc anh Cường may mắn.
qua anh sợ dưới kia không có người ngó rồi cho con đi yến với nó rồi thôi. Ở trên này trong mát chưa ngầu chứ nó chỉ trong nóc. Đúng không chị? Chút nữa bấm cái video đi về điện thoại làm kỷ niệm này xem để biết. Thì cũng có nhiều cái yếu tố chứ không phải thức đêm không là nó muộn à, ăn đồ nóng nè rồi cơ địa của mình đó, cái cơ địa nó muộn lắm, nó muộn. Với lại anh cô đi mấy tuổi rồi chị? 16 tuổi, tuổi dậy thì á, nó nhiều khi là biết ăn uống đồ á, ăn gà rán đồ nè, đồ chiên đồ dầu rồi bia đồ đó. Mấy anh nhỏ này là không thích ăn rau đồ đâu. Thì đó, cái cay rau đồ không ăn à, chỉ thích đồ chiên xào đồ đó thôi. Trứng ăn nhiều cũng nóng. Trứng chị bớt bớt ăn trứng vịt. Trứng vịt nóng lắm. Thế Yến nhá, lâu đẹp trai Yến. À, em thấy nữa đó hả? À. Chị Nghi đó, nãy gì giống anh, lắm. Anh nhìn anh thấy cũng giống. Ừ. Giống lắm luôn. Do chị không gỡ khẩu trang chị không biết. Nhiều khi đổ cái đầu tóc nữa kìa. Trời ơi, đầu tóc uống xong xong mì tôm á. Gọi là lông đẹp trai. Anh nhớ lông của cô lông. Mì quán cũ á. Ủa, bên này chưa qua luôn à? Chưa. Ừ. Ừ. Mình lần đầu đó. Ủa, rất là. Hay mà trời. Dạ. Không, mình quay lại để đăng ở đây Facebook đó chị. Facebook, YouTube. Có nhiều người thích xem cái này lắm. Hồi nó ông chồng em ổng xem ổng nhìn nhá kìa, ổng nhìn không nổi, xong cái ổng quay đi chập á, nhìn trông ghiền luôn, thấy cục nó to buồn ghiền. Chứ hồi trước thấy là ghê gớp. Tám giờ là tám giờ là em mở, bảy giờ là em nghỉ. Chào, mình thi.